Aton xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến. À, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn à, một bộ truyện ma nằm trong dòng truyện ma tứ phổ à, tâm linh à, đạo mẫu à, mang tên là dưới bóng quan hoàng. Nhưng không phải là của tác giả Trung Kiên mà là của tác giả Lương Duy. À, vậy chúng ta sẽ xem chúng ta biết đến tác giả Lương Duy với những series làng quê với series à, pháp sư hài như là lão tam và lão tứ vậy thì chúng ta sẽ cùng xem uh, lương duy viết chuyện ma về tứ phục như thế nào để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả lương duy các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mà Tụng gián ở dưới phần mô tả của video link để ở bên dưới chia sẻ các tác phẩm của lương duy tới đông đảo độc giả hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện mang ngắn một tập mang tên dưới bóng quan hoàng một buổi sáng sớm ngày xuân năm 2005 ở làng An Khánh, vùng quê hẻo lánh của huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên. Tiếng gà gáy gâm râm gian vang vọng, xóa tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi cảnh vật tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài yên lặng. Màn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn van khổng lồ bao trùm, gió vẫn nhẹ nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời đã sớm thức dậy bây giờ phải hối hả chạy trốn từ trong bếp ánh lửa bập bùng tỏa ra làn khói xanh nan xa xa đâu đó tiếng chó sủa nhấm nhằng tiếng người ta vo gạo xoàn xoạt tiếng xoong nồi va vào nhau lách ta lách cách tiếng gọi nhau dậy đi học đi làm ý ới thằng an con cô hoài chú đức đang nằm mà nước mắt cứ ứa ra bởi vì là hôm thứ ba nó nghỉ học nó nhớ lớp nhớ trường lắm Nhưng trong người cảm thấy ốm yếu Nó chẳng dậy nổi Năm nay thằng An 10 tuổi Là con lớn trong nhà Dưới nó có đứa em gái cách 4 tuổi Hai đứa nhỏ chăm ngoan học giỏi Đi đâu cũng được bà con tròm xóm Khen ngợi Cô Hoài chú Đức tự hào về con lắm Thế nhưng mấy hôm trước chẳng hiểu vì lý do gì Thằng An đang chơi bi với đám bạn Tự dưng ho sủ sụ Rồi ngã lăn đồng ngất xỉu Vậy là đám bạn mới gọi cho cô chú, cô Hoài chú Đức đưa lên bệnh viện huyện để thăm khám. Bác sĩ nói nó mệt quá, ngất xỉu thôi, chứ cũng chẳng có cái chuyện gì cả. Nghe lời bác sĩ, bố mẹ nó đưa về nhà chăm sóc, mà chẳng hiểu sao bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Nhiều lúc đi lại ăn uống còn khó khăn. Từ một thằng bé có da có thịt, thế mà chỉ trong vòng có vài ngày, thằng An cứ ho lên ho xuống rồi gầy rộc đi mắt thì cứ trấu ra con người như muốn rụng ra khỏi chồng. chân tay thì khẳng khiu cả người chỉ còn có da bọc xương trông thấy thằng bé như thế cô hoài sốt ruột đau khổ nói với chồng mình ơi em thấy thằng bé nó bị làm sao ấy chứ không phải là như bác sĩ nói đâu nếu mà không làm sao thì tự nhiên nó đang khỏe mạnh như thế đằng này lại gầy sọp đi lại còn chẳng làm được cái việc gì. Lúc nó đi tiểu thì nước cứ vàng khe khè, cứ như là người tiểu đường lâu năm ấy. Chú Đức nghe vợ nói như vậy thì trầm ngâm. À, theo tôi thì hai vợ chồng mình có khi đưa nó lên bệnh viện tỉnh. Chứ bây giờ ngồi mà đoán giả đoán non cũng không tốt. Hai cô chú đang bàn bạc, nói chuyện về thằng An. Thì ông Nam, bố của cô Hoài đi vào, Vừa nhìn thấy hai vợ chồng Hoài Đức Không để cho con cái chào hỏi Ông nói ngay Đêm qua tôi nằm mà chẳng chợp mắt được đấy Đến sáng sớm là sang bản với anh chị ngay đây Thôi 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 Dứt khoát là hôm nay Anh chị đưa cháu nó no lên viện xem nào Trừ thế này Tôi rát ruột rát gan lắm Nghe thấy bố vợ nói như vậy Chú Đức cũng lên tiếng Dạ Vợ chồng chúng con cũng tính như thế Bố sang đây thì con cũng thừa thế này Hôm nay chúng con quyết định đưa cháu lên bệnh viện tỉnh Vợ con thì đàn bà con gái Con nghĩ là cho ở nhà Thôi thì Hai bố con mình Đưa cháu nó đi để thăm khám xem chứ Chú Đức vừa dứt lời Ông Nam lên tiếng Thế thì đi luôn chứ còn tính cái gì Xin ý kiến cái gì Thế có tiền chứ Tôi cầm sẵn mấy triệu đây này Cô Hoài thấy bố hỏi vậy thì cũng bẽn lẽn. Dạ, dạ, trong nhà con bây giờ chỉ còn có hơn triệu bạc. Ông Nam nói luôn. Thì lấy cả ra đây, à, tổng cộng là 5 triệu thì thoải mái rồi. Đấy đi xe máy của tôi, không phải xe ôm xe ít làm gì cho nó tôn kém. Sau một hồi bàn bạc, ông Nam ngồi ở bàn nước, nhâm nhi tách trà, hút thuốc lào vã, xem chừng là nóng ruột lắm. Còn vợ chồng nhà Hoài Đức cùng với thằng An thu xếp mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi khám bệnh ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra tự nhiên cũng thật bất ngờ. Vì dù không nói nhưng bọn họ cũng lờ mờ cảm thấy sự bất thường từ cơ thể của thằng bé. Khi đến bệnh viện tỉnh, chú Đức làm thủ tục để bác sĩ người ta tiến hành khám tổng quát cho thằng An. Việc này cũng tốn mất đến cả buổi sáng. Cho đến đầu buổi chiều có kết quả khám tổng quát, làm cho chú Đức của và ông Nam cứ như là nghe tiếng sét đánh ngang tai vị bác sĩ giả đeo kính đưa tờ xét nghiệm giọng trầm trầm tôi thì tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình phổi thằng bé nó có dấu hiệu ung thư phổi đây này phim x quang cho thấy nó có vết mở rõ lắm thế các vị xem ông bác sĩ vừa nói vừa đưa tấm phim đen trắng cho ông nam và cháu đức Hai người cầm tấm phim Xem đi xem lại Chết lặng cả người Chú Đức mếu máu Thì, thì kết quả đã, đã chính xác chưa bác sĩ cháu, cháu nó vẫn sinh hoạt bình thường Cách đây mấy hôm mới ho thành cơn liên tục rồi ngất đi chứ Chứ có thấy gì đâu Ông Nam cũng thêm vào Nó mới mười tuổi Ông thư phổi cái gì Nó có hút thuốc lá thuốc lào gì đâu Biết nỗi đau của người nhà bệnh nhân vị bác sĩ ôn tồn giải thích thưa bác cái sự ung thư phổi này ở một đứa trẻ thì là hiếm bình thường thăm khám thường xuyên mới phát hiện ra trừ bệnh cũng không có dấu hiệu bên ngoài nào mà biết nguyên nhân cũng không cứu gì là hút thuốc lá thuốc lào mới mắc đâu mà có thể là cái môi trường sống của cháu nó không tốt tiếp xúc với nhiều loại khí độc thường xuyên chẳng hạn như không hút như mà ngửi khói thuốc từ người lớn cũng là nguyên nhân gây bệnh. Hoặc như đơn cử là tiếp xúc nhiều với khói bụi công nghiệp cũng dễ gây tổn thương cho phổi. Theo tôi thì như thế này, bác về anh đầy cư mạnh dạn đưa cháu nó đi Hà Nội, lên viện ca, làm lại một lần nữa cho nó chính xác. Tuyến tỉnh thiết bị y tế vẫn còn lạc hậu, có thể là có những sai số nhất định. Nghe đến đây, ông Nam và chú Đức nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn thằng cu an nó đang ngồi một mình ở ghế cuối hành lang trông co do đến tội có lẽ nó còn chưa biết bản án tử hình đang treo trên đầu nó bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống nhỏ bé ông gạt nước mắt lên tiếng dạ cảm ơn bác sĩ đã tận tình chỉ bảo có lẽ gia đình tôi lên hà nội khám lại một lần nữa thực tâm bây giờ chúng tôi chưa tin là thằng bé bị ung thư đâu chú đức cũng tiếp vâng chúng tôi đi thăm khám lại mà chẳng mấy kết quả như vậy chúng tôi cũng quyết chữa bệnh cho cháu đâu vị bác sĩ già nhìn hai người bằng vẻ thông cảm đành vậy thôi à, thế bác với anh đưa cháu nó đi kẻo muộn từ đây lên đấy cũng xa e rằng là phải nghỉ tạm ở nhà nghỉ một hôm đấy thế xin phép hai ông con tôi đi vào phòng làm việc mấy hôm nay trái gió dở rồi cái lưng tôi nó cũng đau ghê Dứt lời, bác sĩ đi vào trong phòng Để lại hai ông con ở hành lang Trong sự lo lắng bồn trồn Hai người lại gần chỗ thằng cu An Nãy giờ nó vẫn ngồi yên một chỗ Có lẽ cũng chẳng đủ sức mà chạy nhảy Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con mà chú Đức xót xa Chú dở vào cố gắng vui vẻ à, à, An đợi bố sốt ruột lắm phải không? À, bác sĩ nói rồi con, con con chỉ bị bệnh nhẹ thôi không sao đâu. À, nhưng mà vẫn phải lên tuyến trên thăm khám một lần nữa đấy." Ông Nam thấy con rể nói vậy thì xoa đầu thằng bé. "À, bác sĩ nói đứa nào ngoan thì sớm khỏi. Mà cháu của ông ngoan thế thì khỏi là cái chắc rồi." Thế ông với bố nói đến bác sĩ, thằng bé hồn nhiên. "Có phải là cái người vừa nãy nói chuyện với ông với bố không?" Con thấy Con đứa bé bé Tầm tuổi con Ngồi trên lưng ông ấy đấy Bà lạ lắm Ở bệnh viện này con thấy nhiều người cột chân cột tay Cứ đi qua đi lại Con sợ quá Phải ngồi co do ở đây này Nghe đến đây Ông Nam và chú Đức bỗng nhiên toát cảm màu hôi hột Lạnh tê cả sống lưng Bởi vì vừa rồi nói chuyện với ông bác sĩ Thấy ông cơ hơi hơi cúi lưng xuống khom khom Chứ làm gì có thấy đứa bé nào đâu Nghĩ rằng con mình bị bệnh Nói nhăng nói quậy Chú Đức vội gạt đi à, à, Chắc là chắc là người họ đến thăm bệnh đấy Có gì đâu con Thôi thế, thế bây giờ mình ra xe Đi Hà Nội cả muộn con ơi Ông Nam cũng thúc giục à, đi, đi, đi nhanh không muộn Nhưng thằng bé tự dưng méo máu Bố ơi Ông ơi, có chú nào đứng ở cầu thang kia kìa, bị mất cái cằm còn mỗi hàm răng trên đang nhìn con mà cười cười kia kìa cả chú đức lẫn ông nam vờ như không nghe thấy thằng bé nói ôm thốc thằng bé đi trong tiếng nước nghẹn ngào bởi vì thật sự trong ánh mắt của nó là người đàn ông bị mất hàm dưới đang nhìn nó bằng ánh mắt hằn học vằn lên những tia đỏ đáng sợ chú đức và ông nam cũng cảm nhận bất an lắm vội vội vàng vàng ra lấy xe chở thằng cu an về nhà luôn để sáng mai còn lên Hà Nội. Hôm ấy ba người quay lại về quê nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, độ 4 giờ, đã dậy thật sớm để xuất phát đi Hà Nội. Đoạn đường lên bệnh viện ca khoảng 60 cây số phải đi xe máy mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Ba bố con ông cháu lần này lại vào viện, bởi vì đi sớm, bác sĩ bảo trong buổi sáng hôm nay sẽ có kết quả giây phút chờ kết quả hồi hộp lắm đặc biệt là ông nam và chú đức cả hai có cảm giác như thời gian ngừng trôi riêng thằng bé an thì vẫn chưa biết là chuyện gì xảy ra với mình nó vô tư nghĩ vẩn nghĩ vơ thế nhưng thân hình gầy gò của nó càng ngày càng héo hắt thiếu đi sức sống làm cho mọi người ai nhìn lấy cũng thương nhìn dòng người qua lại bỗng nhiên thằng an lại lên tiếng ông ơi Bố ơi, có cái chú gì cụt chân cụt tay, cứ nhìn con ý, chú trông sợ lắm. Chú còn đang cười cười với con kia kìa. Nghe thằng bé nói vậy, ông Nam chú Đức giật mình nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ. Nhưng cũng chỉ thấy những nhân viên y tế đi qua đi lại, đâu có ai giống như miêu tả. Chú Đức hỏi, còn còn có nhìn nhầm không bố bố có nhìn thấy ai đâu thằng bé mếu máo không chú nhìn con thật đấy mắt chú đỏ ngầu mặt chú còn có sẹo nữa ông nam thấy có chuyện chẳng lành sợ thằng bé trở nặng ăn nói lên thiên thì ôm lấy cháu ngoại mà vỗ về thôi thôi làm gì có ai đâu còn ông thương ông thương dựa vào ông mà ngủ con đây ngoan không không phải sợ ai có ông có bố đây rồi. Nghe ông ngoại nói vậy, thằng bé ngoan ngoãn gục đầu, không dám nhìn ra hành lang nữa. Độ hơn hai tiếng sau, lúc thằng bé đang ngủ ngon lành trong lòng của ông ngoại, cô y tá chắc chỉ độ ngoài đôi mươi, tuổi còn trẻ, đi đến. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tiến An, 10 tuổi, đi vào bác sĩ gặp... Nghe thấy người ta gọi tên con, chú Đức hớt hải. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, thế mời anh vào phòng bác sĩ gặp riêng nghe lời cô y tá chú đức đi vào thấy bác sĩ đứng tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án nghiên cứu bác sĩ mới cất giọng ôn tồn anh là bố của cháu phải không dạ vâng bác sĩ vị bác sĩ nhìn khuôn mặt khắc khổ của chú đức rồi chậm rãi tôi báo cho anh một tin buồn là chúng tôi nghi ngờ cháu nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối đây nghe đến đây thì chú đức dường như bị sụp đổ mẹ rôn rôn. Kết, kết, quả chính xác à bác sĩ? Hiện tại thì tôi cũng nghĩ là đến 80%. Chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Có thể khẳng định là thằng bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chú Đức không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chú mếu máu. Hôm, hôm, nay cho cháu nhập viện luôn được không bác sĩ? Tốn kém bao nhiêu gia đình chúng cháu cũng quyết chữa cho, cho, cho cháu nó. Bác sĩ vẻ cảm thông. Thành thật mà nói với bệnh của cháu Chúng tôi cũng không thể chữa được Trên thế giới làm gì đã có thuốc trị ung thư đâu Bây giờ dù cho có xạ trị đi chăng nữa Thì cũng chỉ để cho cháu nó đau đớn hơn Chả giải quyết được vấn đề gì Mong gia đình hết sức thông cảm Suy nghĩ cân nhắc đi Chứ Tôi thì tôi muốn để cho cháu nó sống những ngày cuối đời thật vui vẻ đấy Vị bác sĩ vừa dứt lời Thằng cu an đẩy cửa vào mếu máu Bố ơi Không sao đâu bố Mình đi về thôi Con nhớ mẹ Con nhớ em lắm bố ơi Thằng bé vừa dứt lời Ông cụ cũng đi vào Mọi người nhìn nhau Ánh mắt tuyệt vọng Ông Nam và chú Đức sụt sồi Vì những lời thằng bé nói ra Không còn là của thằng bé 10 tuổi nữa Mà như là người đã trưởng thành Châu Đức thường còn quá Ôm lấy con Như không muốn thần chết lo lôi đi khỏi thế gian này Vị bác sĩ lại lên tiếng Những gì tôi đã nói Thì cũng đã nói hết cho gia đình biết Tôi mong mọi người hết sức thông cảm Bây giờ có cố ở đây Cũng chả giải quyết được gì Nghe bác sĩ nói vậy Thằng An lại dục bố Con không muốn ở bệnh viện đâu Con muốn về với mẹ với em Như hiểu được nỗi lòng của cháu ông nam nói với chú đức thôi con ạ à, thằng bé nó nói thế thì cũng để cho nó toại nguyện chứ bây giờ có ở lại đây cũng chả giải quyết được việc gì có khi càng làm cho nó suy sụp nghe bố vợ nói chú đức cực chẳng đã cũng chỉ gật đầu ba người chào bác sĩ rồi đi ra về ngay trong buổi sáng hôm ấy Bố con ông cháu lại thất thẻo về quê Đến một giờ chiều Họ đã có mặt ở nhà Cô Hoài ôm chầm lấy con mà khóc nức nở Mới có 10 tuổi Nhưng thằng cô An hiểu chuyện lắm Nó thương mẹ, thương em Nhìn mẹ nó tiểu tụy Nó vuốt vuốt mái tóc của mẹ mà vỗ về Con không sao đâu Con sẽ luôn ở nhà với bố với mẹ với em Hiền, Những ngày sau đó Bệnh tình của thằng bé càng ngày càng trở nặng Thân hình của nó càng gầy gò ốm yếu Có lúc ho ra cả máu Thế nhưng thằng bé vẫn cứ lạc quan tươi cười Để cho bố mẹ vui Mỗi một lần thấy con như vậy Cô Hoài không kìm được nước mắt Cô thương con còn quá nhỏ Mà đã phải chịu căn bệnh quái ác Cô và chồng nhiều đêm thức trắng Nhưng cũng chẳng tìm ra cách giải quyết cho phù hợp như vị bác sĩ kia nói thì thằng An lúc này chỉ còn có thể chờ chết. Vợ chồng cô Hoài chú Đức vì con cho nên cũng ngày càng tiểu tụy. Mới chỉ có mấy ngày mà hai vợ chồng cũng sọp cả đi. Cả nhà chỉ có riêng con bé Hiền là vô tư. Không biết anh nó đang mắc bệnh nặng. Hơn nữa, nó đang ở cái tuổi ăn tuổi lờ ngủ. Thì làm sao mà để ý được những chuyện xung quanh. Có lẽ ông trời vẫn chưa tiệt đường sống của thằng an vào một đêm nọ trong giấc mơ thấy có người phụ nữ làn da trắng môi đỏ mọng như là bôi son đầu cối đội khăn xếp màu đỏ có đính những viên lấp lánh mặc cái áo thổ cẩm màu xanh lá cây lại được thêu rồng thêu phượng họa tiết vô cùng đẹp mắt ở bên dưới mặc cái chân váy đen càng tôn lên vẻ tôn quý Cô ấy cưỡi trên thân một con hươu Tự nhận là chúa Nguyệt Hồ Đền Mỹ Sơn Vì thương cảm cho thằng bé Mà đến giang tay cứu giúp Cô ấy nói với cô Hoài Thằng bé này có căn thờ thần Thờ thánh Cho nên Bị hành hạ Bây giờ mới chỉ là bước đầu thôi Sau này còn phải trải qua nhiều kiếp nhiều nạn Ta thấy thương cảm thân phận hầm hiu của các người Ta chỉ cho bài thuốc Mà trị bệnh của thằng bé Cầm tờ giấy này đi kiếm thuốc đi Nó khỏi thì phải biết đến thần đến thánh nghe chữa Nói xong Người đàn bà ấy biến mất Trong sự ngơ ngác của cô Hoài Cô giật mình tỉnh dậy mới biết Là mình vừa nằm mơ Chú Đức đang nằm ở bên cạnh Không có người đàn bà nào hết Thế nhưng trên bàn tay của cô Lại có một mảnh giấy cũ như màu đất Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường Bật điện lên xem mảnh giấy Thì vô cùng ngạc nhiên Trên ấy là một bài thuốc rất cụ thể Bao gồm 20 gam cây xạ đen khô 10 gam dễ chanh khô 40 gram bạch hoa xà thiệt thảo cách chế thuốc cũng được ghi rõ lắm mà nhìn tờ giấy này rõ ràng giống như là cái tờ giấy mục trong cái đống giấy báo ở ngay góc buồng tại sao cô lại cầm nó mà nó được ghi ở đây từ bao giờ hay là trong cõi vô minh lại có sắp xếp trong lòng cô mừng thầm vội vàng đến bên giường của thằng cô thấy con đã tỉnh tự bao giờ con nằm mơ thấy bà chúa nguyệt hồ đấy mẹ ạ à. Bà đẹp lắm Bà mặc cái áo thổ cẩm màu xanh có theo rồng phượng Bà cho con thuốc chữa bệnh đấy Vừa nghe đến đây thì cô hoài giật mình Cô không tin nổi vào tai mình Bởi vì Mẹ con cô vừa có chung một giấc mơ Mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ Mặc dù không phải là người tím Nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra Trong cõi vô minh đã có một điều gì đó dẫn dắt Có lẽ ông trời còn thương cô Thương thằng cô An Mới cử người đàn bà tự xưng là bà chúa Nguyệt Hồ Đem cho bài thuốc Đang trong lúc tuyệt vọng Niềm tin được nhen nhóm Ngay buổi sáng hôm ấy Cô Hoài cũng không kịp cơm nước gì Bắt đầu đi tìm kiếm Bài thuốc như lời bà chúa Nguyệt Hồ dặn Có điều những vị thuốc dễ kiếm Chỉ cần đi một loáng Cô đem về cả một thúng nhặt nhặt phơi phơi hết cả buổi vì cả ngày hôm ấy trời nắng to chỉ cần qua một nắng là thuốc đã khô có thể sắc được luôn trong buổi tối ngày hôm ấy thằng cu an uống thang đầu thiên mà cảm thấy trong người dễ chịu nó không còn ho nhiều nữa thấy còn có tiến triển tốt cô hoài mừng lắm chú đức nghe vợ kể về bài thuốc của bà chúa nguyệt hồ thì có chút ngờ vực nhưng vẫn hy vọng là con được cứu trong bữa cơm của buổi tối hôm ấy, cả bốn người nói chuyện rôm rả. Có lẽ cái không khí đó của nhà cô Hoài từ lâu đã bị dập tắt bởi căn bệnh quái ác của con. Ngày hôm sau, thằng cô An uống thuốc ba bữa mỗi ngày, theo y như lời của bà chúa. Sức khỏe của nó được khôi phục dần dần, cô Hoài chú Đức vui mừng khôn xiết. Thằng bé, qua một thời gian đã có thể tự làm được những việc nhỏ nhặt. Thậm chí nó còn phụ giúp được bố mẹ cơm nước Mặc dù còn bán tín bán nghi về thần về thánh Nhưng trước sự khôi phục trông thấy của con Chú Đức chất chứa hy vọng là con mình có thể chiến thắng bệnh tật Và một ngày đẹp trời bình minh vừa ló dạng Thằng cô An tự dưng dậy sớm Đòi bố mẹ đi học trước sự ngạc nhiên của cả hai Nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của đứa bé 10 tuổi Hai cô chú cũng chẳng giấu được sự xúc động ôm con vào lòng mà khóc. Chú Đức bấy giờ mới nói, ngày mai, ngày mai bố dẫn con đi khám một lần nữa, xem bệnh tình của con tiến triển tới đâu. Hy vọng là cái cơn quái ác đấy nó không hành hạ con của bố nữa. Chú Đức vừa dứt lời, thì ông Nam cũng đến. Thấy cháu ngoại khỏe khoắn hơn so với những ngày trước, ông cũng mừng lắm. Gương mặt nhăn nheo của ông co rúm lại, vắt ra từng dòng nước mắt lạ trã. Ông bất giác ngẩng mặt lên trời, chắp tay cầu khấn. Đội ơn trời Phật đã độ trì. Cầu trời cho chúng con vượt qua cái tay ương kiếp nạn này. Thằng bé rời khỏi vòng tay của bố mẹ ôm chầm lấy ông ngoại. Ông ơi con khỏe rồi, con nghĩ rằng con không bị bệnh đâu. Con muốn đi viện kiểm tra đấy. Ờ, ờ, được rồi. Bây giờ, ông với bố đưa con lên bệnh viện kiểm tra để cho người ta thăm khám nhá nhá nghe đến đây thằng cu an nhảy cẫng lên ôm lấy ông ngoại chú đức nghe bố vợ nói thế cũng không phản đối bởi vì thực sự chú cũng rất sốt ruột xem kết quả con đã chiến thắng bệnh tật hay chưa trong buổi sáng ngày hôm ấy chú đèo ông nam cùng với thằng cu an lên bệnh viện ca hà nội chỉ mất độ hai tiếng là cái xe máy chở ba người đã đến nơi sau khi làm mọi thủ tục thằng cô an cũng được khám tổng quát chụp chiếu rất kỹ ở khu vực phổi đến đầu giờ chiều bác sĩ gọi cả ba người ánh mắt rạng rỡ kết quả bệnh tình của thằng bé tôi đang cầm đấy rồi tôi bất ngờ lắm lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này chúc mừng gia đình những tế bào bệnh của cháu cũng đang dần dần tiêu biến hiện tại Cơ thể của cháu nó đang lành lặn lại đây Mọi người xem Tấm phim này so với phim lần trước Nó khác hoàn toàn đây này Vết mờ cũng đang biến mất dần này Nhìn tấm phim chụp Mà cả ba người muốn nhảy cẫng lên Bày tỏ sự sung sướng Nhưng vì bệnh viện là nơi công cộng Cho nên họ cũng kìm nén cảm xúc Họ cứ ôm lấy nhau trong hạnh phúc Chú Đức nhìn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ Đội ơn bác sĩ Không ngờ là con 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 tôi lại có thể tự cõi chết trở về. Chúng tôi đổi ơn bác sĩ. Bác sĩ chỉ cười cười. Chúng tôi có làm gì được đâu mà ơn mới hoại. Đây là sự cố gắng của gia đình. Với của cháu nó. Nhưng... Mạn phép cho tôi hỏi các vị... Dạ. Bác sĩ cứ hỏi... À, thế gia đình đã dùng thuốc gì cho cháu? Mà cháu có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ như vậy? Đến đây, chú Đức còn chưa kịp trả lời thằng cô an đã ngẩng lên đáp thay bố thuốc của bà chú nguyệt hồ cho đấy bác sĩ ngạc nhiên bà chúa nguyệt hồ cho ấy à ờ, bà là ai thằng cô an nhanh nhậu trả lời dạ bà ấy đẹp lắm ở quê cháu người ta lập đền thờ đấy nghe câu trả lời của thằng bé vị bác sĩ ngạc nhiên bởi vì ông là người theo chủ nghĩa duy vật không tin thần thánh khôn mặt của ông đờ đẫn, suy tư, như đang nghĩ đến một điều gì đó. Bây giờ chú Đức mới xin phép. Dạ, có lẽ xin phép bác sĩ chúng tôi về. Còn báo tin cho mẹ cháu nó mừng. Một lần nữa, gia đình đội ơn bác sĩ lắm. À, à, gia đình cũng không biết nói gì ơ hơn là cảm ơn bác sĩ. Ông Nam cũng phụ họa vào. Thằng An nhìn bác sĩ, vẻ nghi ngại. Bác sĩ ơi, bác sĩ không được khỏe cháu bảo này cháu thấy bệnh viện của mình có nhiều người ăn mặc rách rưới cứ đi lang thang qua qua lại lại đấy bác sĩ và mọi người phải để ý đấy đừng để những người ấy đi lại linh tinh ảnh hưởng đến vệ sinh của bệnh viện lắm nghe thấy thằng an nói như vậy tất cả mọi người trong vào phòng trố mắt kinh ngạc Không hiểu nó đang nói gì Rõ ràng là bệnh viện người ta dọn dẹp Cẩn thận sạch sẽ thế Cũng làm gì có ai ăn mặc rách rưới Như lời của thằng An nói Chú Đức vội vàng ngăn lại Còn nói linh tinh cái gì đấy Thằng bé vẫn không chịu Con thấy nhiều người đi lại lắm Thật đấy Toàn những người ăn mặc rách rưới thôi Mặt họ thì đau khổ Cứ nhăn nhăn nhúm nhúm Có người thì trột mắt nhá Có người thì cụt chân nhá Cụt tay Họ còn cười với con kia kia Trông ghê lắm Thế vậy Ông Nam vội vàng nói à, Dạ thôi thế, thế chào bác sĩ Chúng tôi xin phép về kẻo muộn Nào nào Thế cả nhà mình đi về để cho bác sĩ người ta còn làm việc nào Và rồi ba người nhanh chóng biến mất Trong những ánh mắt đầy nghi hoặc Của vị bác sĩ và cô y tá Về cách thằng cô An khỏi bệnh Và cả những lời nó vừa nói ra Ra đến sân bệnh viện Thằng cô An cố gắng. Rõ là có đầy người, ăn mặc rách dưới, đi lại lang thang ở trong bệnh viện mà ông ngoại với bố còn không nhìn thấy. Bây giờ chú Đức mới bực bội. Sao còn đến bệnh viện mà con cứ nói linh tinh như thế? Làm cho bác sĩ mới y tá người ta sợ tái cả mặt kia kìa. Thôi, không nói nữa, lên xe đi. Vậy là chiếc xe lại chạy bon bon về quê. Sau những giây phút bực mình về câu nói của con trong lòng của chú Đức bây giờ thật sự vui sướng Bởi vì dù gì Cũng đã có kết luận chính thức là thằng An Bệnh tình đã tốt hơn Ông Nam cũng như vậy Trong người cứ lăng lăng Suốt quãng đường cứ vỗ về đứa cháu ngoại Ông quá vợ từ sớm Có mỗi đứa con gái duy nhất Bây giờ con rẻ ông Là chú Đức cũng mồ côi từ nhỏ Do vậy thằng An con hiền Mặc dù là cháu ngoại Thế nhưng ông còn quý nó hơn mạng cho đến khi bố con ông cháu về đến nhà cô hỏi biết tin thằng an khỏi bệnh cho nên mừng rỡ ngay trong buổi tối hôm ấy cô làm mâm cơm cúng ra tiên mừng con khỏi bệnh sau khi cúng bái các thứ xong tối hôm ấy mọi người ăn uống vui vẻ hạnh phúc con bé hiền cứ lại chỗ anh trai mà nắn bóp nó nghiêng nghiêng đầu anh an ơi anh không chết nữa phải không thằng anh nhìn con em đáp lại thân thiện chết làm sao được Anh phải sống chơi với em hiền chứ Lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống Tự nhiên thằng An kêu lên thất thanh Cả nhà ơi Mấy người ăn mặc rách rưới ở bệnh viện Đang đứng ngoài sân nhà mình kia kia Nghe thấy thằng An nói Họ nhìn ra ngoài sân Có một đám người lố nhố Đang đứng dì dầm nói chuyện ở ngoài sân Quần áo rách tả tơi dưới ánh sáng đỏ quạch của cái bóng hiện điện vàng ở bên hiên Càng làm cho vẻ ấy thêm đáng sợ Chúng nó tóc tài rũ rượi bù xù Tựa hồ như lâu ngày chưa tắm Mặt mũi thì lấm lem Tựa như là chui từ dưới lòng đất dậy vậy Chúng nó cứ đi phật vờ ở trước mặt của đám người rồi thỉnh thoảng quay lại trưng ra những điệu bộ ghê gớm bằng nụ cười nham nhở răng nhọn nhèo thấy cảnh ấy bọn họ cứng đờ đờ chẳng biết nói gì con bé hiền rúc vào trong lòng của ông ngoại từ đâu một làn khói mờ ảo bay qua sân kèm theo đó là tiếng cười re ré nghe cứ như là đàn lợn bị cắt tiếp tiếng nói cất lên như vọng về từ cõi âm ti ai nấy nổi cả xa gà tâm đầy mong mỏi đến ngày cúi đầu lễ phật tạ ngay đất trời tiên thân hậu phật ai ơi muốn tu đắc đạo cúi đầu làm tôi kính phật thời phải trọng tăng kính thánh trọng thầy cố gắng mà tu thằng bé nhà này có căn hầu thánh cố mà qua kiếp nạn này rồi sau này có thần thánh che chở lời vừa dứt thì làn gió kia quấn luôn cả đám người rách rưới biến đi trong màn sương u tối năm người ngồi nhìn nhau ánh mắt lạc thần như không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ biết những thứ diễn ra đó không phải là con người, cái đám rách giới kia là hồn ma bóng quế, là những thứ mà trước đây họ chưa bao giờ tin có thật sự tồn tại. Chú Đức bắt đầu sâu chuỗi những gì mà thằng An nói về đám người ăn mặc rách giới nhếch nhác trong những lần đi khám ở bệnh viện thì dùng mình. Chẳng lẽ? là bọn chúng nó luôn kéo thằng đi theo thằng bé sau thế nhưng cái thứ vừa rồi đã đuổi chúng nó đi là gì suy nghĩ ấy làm cho chú tái cả mặt chú lên tiếng gọi vợ mình ơi những thứ vừa rồi là thật phải không mình cũng nhìn thấy phải không cô hoài im lặng gật đầu xác nhận điều chú đức nói còn thằng cu an nó lại nói một câu làm cho cả nhà như chết lặng đám người ấy theo con từ bệnh viện về đấy chẳng biết từ đâu ra nữa thấy không khí có vẻ trầm lắng u ám ông nam bấy giờ mới thúc giục thôi thôi ăn uống nhanh lên còn nghỉ ngơi thằng bé nó đi cả ngày rồi xem ra buồn ngủ rồi cũng phải có thời gian cho nó tĩnh dưỡng chứ. vậy là một đêm nữa lại lặng lẽ trôi cứ tưởng sau khi con khỏi bệnh thì cô chú sẽ nhẹ lòng trước sự xuất hiện của những thứ kia lại thành thêm chăn trở Đêm hôm ấy Cô Hoài lại nằm mơ thấy đám người rách giới lo nhó đứng ở sân Nhìn dáng vẻ đau thương của cô Chúng nó cười sẵn sặc Con này có căn có số Chúng tao sẽ theo hành đến chết Nếu như không vào cửa nhà ngài <laughs> không ai bảo vệ con mày khỏi chúng tao được đâu nghe thấy chúng nó nói vậy cô đưa tay lên vái miệng không ngừng cầu khấn con xin các ngài con lạy các ngài các người tha cho con con các người tha cho con 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 có mỗi thằng con trai thôi sau này nó còn phải cưới vợ sinh con Thì làm sao mà đi đi theo cửa thánh được dứt tiếng cười bọn kia lại biến mất cô giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại ngó sang bên cạnh thì thấy chú đức vẫn đang ngáy khò khò cô không hiểu chuyện gì xảy ra với con mình tại sao thằng bé tự dưng đùng một cái ốm nặng rồi lại được bà chú nguyệt hồ cho bài thuốc mà chữa bệnh mọi thứ diễn ra cứ như là trong mơ vậy bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí của cô khiến cho cô không tài nào chọc mắt được cứ nhắm mắt lại những cái bóng ấy lại hiện lên một đêm dài đằng đẵng trôi qua kèm theo tiếng thở dài sườn sượt của cô sáng hôm sau tiếng gà vừa gáy cất lên báo hiệu ngày mới đã đến cô hoài chuẩn bị dạy cơm sáng cho cả nhà nghĩ tới nghĩ lôi cô quyết định sẽ dẫn thằng bé an ngày hôm nay đến đền của bà chú Nguyệt Hồ để cảm tạ bà đã cho thằng bé đơn thuốc. Trong bữa cơm, trong sắc mặt của thằng bé An có vẻ tỉnh táo hồng hào, tiếng cười tiếng nói của cả nhà xua tan đi những gì xuất hiện ngày hôm qua. Cô Hoài cảm thấy trong lòng ấm áp lại thường. Từ ngày thằng An bị ốm, biết bao nhiêu lo toan đổ dồn lên đầu cô. Nhiều lúc nhìn thấy con cố gắng gượng cười, mà lòng cô như đau thắt. Đúng như dự định, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau. Sau khi đã chuẩn bị lễ lạt xong xuôi, cô chở thằng cô An đến đền Mỹ Sơn để cảm tạ bà chúa Nguyệt Hồ. Vừa đến nơi đã thấy rất nhiều người cũng đi cung bái. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày thường, cũng không thuộc ngày rằm, mùng một. Hương nhang bốc lên nguồn ngột làm cho bầu không khí nơi đây trở lên huyền ảo. Bất giác, cô hoài dùng mình mơ hồ nhìn thấy ở trên mái nhà có cái bóng dáng thân quen của bà chú Nguyệt, đầu đội khăn xếp màu đỏ, mặc cái áo màu xanh thổ cầm, theo dòng phượng, mang chân váy màu đen, đang nhìn mình mà cười. Chỉ trong thoáng chốc, bà chú Nguyệt Hồ tan biến như làn khói mờ ảo. Thằng quan An cầm tay mẹ rung rung. Mẹ ơi, mẹ cũng nhìn thấy bà chú Nguyệt Hồ như trong giấc mơ phải không? Chỉ là không muốn để cho người ta chú ý, cô nhẹ nhàng gật đầu xác nhận với con rồi hai mẹ con cũng đi vào đền dâng hương dâng lễ cảm tạ bà chúa nguyệt hồ đã ban thuốc quý giúp thằng bé khỏi bệnh mọi sự xong xuôi mẹ con ra về trong lòng cô hoài nhẹ nhõm thanh thản lắm thằng cô an lại có những biểu hiện lạ bỗng nhiên từ đằng sau nghe tiếng của thằng cô an cất lên mẹ ơi con bảo này mộ của ông bà nội bị động đấy Nếu như không sửa sang ngay Nhà mình có họa đấy Nghe con nói như vậy Cô Hoài giật mình hoảng hốt dừng xe Hai mẹ con đối diện nhìn nhau Thằng cụ An ánh mắt dường như mất tiêu cự Cô Hoài vội vàng lay con Con nói cái gì cơ Cái, cái gì mộ ông, mộ ông bà nội bị động Thằng cụ An bây giờ giọng nói cứ trầm trầm Cảm giác ghê giận lắm mộ của ông bà nội bị động bố mẹ ra xem thế nào không tu sửa cẩn thận là nhà mình gặp họa đấy đến đây thì cô hoài hốt hoảng ai ai bảo con như thế chuyện này chuyện này không đùa được đâu đấy thằng cô an từ từ đưa tay chỉ về phía trước là ông đấy ông đi rồi vừa nãy ông ngồi cùng xe với con đấy tiếng cười của thằng cô an cười khanh khách vang lên rồi bất ngờ nó lặng ngã lăn ra ngất xỉu người đổ dạp như cây chuối thấy con như vậy cô hoài vội vàng kêu cứu được một hồi thì một đám người giúp cô đưa thằng bé vào trạm xá đến nơi thằng bé được ông trưởng trạm khám sơ qua rồi sau đó ông nói ờ à, thằng bé không sao đâu À, có lẽ nó suy nghĩ nhiều mới bị như thế thôi. gia đình nhà cô cố gắng đừng tạo áp lực cho nó. không biết là vì cái gì nhưng mà trẻ con thì nó chưa quen với áp lực đâu. nghe thế vậy, cô hoài vội vàng xua tay. không, nhà cháu có áp lực gì cho cho nó đâu. À, là vì có lẽ vừa rồi nó ốm mới khỏi bây giờ nó thế. ông trưởng trạm gật đầu kê một cái đơn thuốc. À, đây đơn thuốc này giúp cho thằng bé an thần. À, cứ cho nó uống đi được. giúp cho cơ thể yên ổn hơn thôi bây giờ cứ nằm đây nghỉ ngơi tỉnh táo rồi cũng về nha cô hoài nhìn ông chừng chạm tỏ lòng biết ơn nhà cháu cảm ơn bác nhiều lắm độ ba tiếng sau thằng bé bắt đầu tỉnh dậy được đưa về nhà chỉ là ánh mắt của nó bây giờ lạc thần nhìn ai cũng ngơ ngơ ngác ngác cho đến tận tối thấy mẹ cứ kè kè bên cạnh nó mới hỏi mẹ ơi con bị làm sao thế? Con nhớ là con với mẹ đi lễ đền của bà chú Nguyệt Hồ cơ mà. Cô Hải giật mình, nhưng nghĩ con vẫn còn di chứng sau bệnh cho nên tự an ủi. Thằng bé sẽ lành lặn lại nhanh thôi. Chỉ là nhìn ánh mắt của thằng bé, rơm rớm, cô mới hỏi câu chuyện lúc sáng. Con làm sao đấy? Con đừng làm mẹ sợ. Sao con lại nói là mộ của ông bà nội bị động? Rốt cục là có chuyện gì? vừa nghe mẹ hỏi cơn đau đầu của thằng bé ập đến như búa bổ nhìn khuôn mặt của nó ảo não lúc ngồi đằng sau xe của mẹ có người đàn ông từ đâu ngồi sát vào lưng con khé vào tai con nói là mộ ông bà nội bị độc ông còn dặn đi dặn lại phải bảo mẹ không thì cả nhà mình nguy kịch đấy nghe thấy con nói vậy chú đức cũng giật mình hoảng hốt cũng khoảng từ tiết thanh minh cho đến nay Chú cũng chưa ra thăm non mộ phần bố mẹ Mà bây giờ cũng phải đến tháng 11 âm lịch Trong lòng của chú Dâng lên nỗi bứt rất ân hận Thương cha mẹ mất sớm Đến chết mộ phần cũng không được yên Cô hỏi cố gắng hỏi thằng Cú An thêm vài câu nữa Thế nhưng bây giờ nó đau đầu lắm Hỏi cái gì nó cũng chỉ bảo là không biết Chỉ thấy người ta dị tai nói như vậy mà thôi Cứ đi kiểm tra xem mộ của ông bà thế nào. Bây giờ vợ chồng cô hỏi chú Đức không dám nói gì thêm, bưng bát cháo cho con nó ăn. Suốt cả đêm hôm đấy, chú Đức cứ chằn chọc suy nghĩ về những lời của con trai. Trong đầu thầm nghĩ, không biết là mộ phần của cha mẹ có bị làm sao. Nếu như mà có vấn đề gì, thì chú sẽ trở thành kẻ bất hiếu. Cho đến khi chú ngủ thiếp đi, trong cơn mơ chú đức cứ ảo ảo thực thực chú thấy ông bà cụ hiện về bố mẹ chú mặc quần áo nâu rách tơ rách tả mà vẫn là bộ quần áo khổ sở khi ông bà còn sống hay mặc trong làn khói mờ ảo ông bà nhìn con trai bằng ánh mắt oán giận chú đức thì ú ớ chẳng biết nói sao bất giác bố của chú đức cất giọng âm u lạnh lẽo cái thằng bất hiu sao mày lại để mổ bố mổ mẹ voi giày ngựa xéo để cho chúng tao dưới ấy chết rồi mà còn chẳng được yên đúng là cái quân bất hiu, chúng tao chết thế này thì nhắm mắt làm sao Ngày mai kiểm tra Rồi tu sửa ngay nhà cửa cho chúng tao đàng hoàng Ở đấy Chúng tao ngày nào cũng phải uống nước ăn bùn Khổ lắm Nói xong Vợ chồng chồng ông bà cụ biến mất Giữa không gian mờ mịt Chú Đức nước mắt giàn ruộng Thầy ơi Bù ơi con xin lỗi con xin lỗi cho đến khi cô hoài lay lay Chú mới chẳng tỉnh anh nằm mơ cái gì mà anh u ơ thế khuya rồi phải để cho em mấy con cái chúng nó ngủ chứ tôi, tôi vừa nằm mơ thật lắm ông bà về đòi tu sửa mộ bảo là mộ ông bà bị động đấy tôi bất hiếu quá bảo nhiêu năm sang cát cho thầy bu tôi mà cũng không có tiền xây cho thầy bu cái ngôi mộ cẩn thận rồi cũng gạt bén đi thì việc xây mộ cũng là việc quan trọng mà Thôi Thì sáng mai Anh cứ ra ngoài xem mồ bà của bố mẹ thế nào Các cụ có nói là có thở có thiên có kiên có lành Thấy vợ trách móc Chú Đức cũng ậm ừ cho qua chuyện Rồi tiếp tục ngủ Chỉ là nằm đấy mà chẳng chợp mắt được 5 giờ sáng Chú đã dậy lò dò ra nghĩa địa Đến bên mộ của bố mẹ Nhìn cái bia đá bị vỡ tan tành một phần mộ bị sụt lún lõm xuống xung quanh đất đai có mùi tanh hôi nước tù nước đọng lâu ngày biết là có sự chú chạy một mạch về nhà nói với vợ cô hải sừng sốt lắm đi theo chồng ra xem thực hư thế nào đúng là mộ phần bị sụt lún tanh hôi cái bia thì vỡ toang hoác trước kia cô cũng có ý bàn với chồng sang cát cho ông bà nhưng đi xem thầy người ta bảo thế đất đang tốt chưa chuyển đi được Chuyển đi thì gia đình gặp sự Nào ngờ để lâu ngày lại thành ra như thế Cô liền bàn Đúng là mộ của bố mẹ có chuyện rồi Nếu không kịp thời tu sửa thì Em nghe là thật sự nhà mình gặp họa đấy Các cụ bảo động mổ động mà là chuyện không đùa được đâu Chú Đức đăm chiều suy nghĩ Tôi đúng là bất hiểu mà Tôi cứ lo sự này sự nọ mà quên mất Không dập chăm lo mộ phần bố mẹ mình thôi chuyện thì cũng đã vậy rồi có khóc thì giải quyết được gì đâu mình cũng chú ý hơn một chút Hay, em thì em tin là có thế giới tâm linh tồn tại đấy nhất là từ lúc thằng cô nó khỏi bệnh theo em thì bây giờ mình cứ dọn dẹp những cái thứ bẩn thỉu đi đã xem rồi mình đi xem thầy xem thợ xem người ta bảo sao ờ thì mọi việc cứ theo ý mình đi chứ, nói đến tâm linh mổ mả Tội là tôi mù tịt đấy mình xem ở mạng đây có thầy bà nào tốt uy tín thì nhờ người ta làm cho cái lễ chứ thế này tôi sốt ruột lắm vậy là hai vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp mộ phần của bố mẹ nhưng cái mùi tanh hôi từ xung quanh vẫn cứ bốc lên dọn cũng không sạch chừng khi đã hòm hòm chú cẩn thận thắp nhang khói rồi đi về về đến nhà cô hoài sang luôn nhà người thân bạn bè hỏi chỗ thầy thợ được người ta giới thiệu cho thầy linh quê bên mạn kim động cũng là người được kính trọng lắm cô hoài mừng như bắt được vàng xin địa chỉ đến nhà thầy luôn hai giờ chiều cũng may mà khách hôm nay không đông lắm một lúc chờ là gặp được thầy thầy mặc bộ quần áo lụa vàng điệu đà khuôn mặt lại hiện lên sự phúc hậu ở trên ban của thầy nghi ngút khói Trông thấy cảnh điện của thầy Cô Hoài cũng choáng ngập Thầy lên tiếng Gia chủ cho xin tên tuổi quê quán Xem gì thì cứ nói Dạ Con là Nguyễn Thị Hoài Sinh ngày tháng năm Quê con ở thôn Ở xã bên huyện Yên Mỹ ạ Hôm nay con đến xem ra trạch mộ phần Của bố mẹ chồng con ạ à. Nói đoạn cô đặt tờ 50.000 đỏ nhạt lên cái đĩa mà thầy để sẵn. Thầy cầm đĩa tiền lễ đặt lên chính điện, lên ba nén nhang, thì thầm khấn vái. Mà cô Hoài mặc dù cô lắng tai nghe cũng chẳng rõ. Một đoạn thầy bắt đầu nói. Về gia trạch thì tôi thấy là cô có căn đấy. Nhưng đời cô không làm được. Căn nó chuyển sang con cô có phải thời gian vừa rồi nó ốm nặng rồi sau đó nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hở nghe đến đây cô hoài giật mình dạ lại thấy đúng rồi ạ cách đây một đoạn thời gian thằng lớn bị bệnh người ta nghi ngờ là ung thư phổi thế nào mà mẹ con con nằm mơ được bà chúa nguyệt hồ cho thuốc thế mà khỏi nhưng từ đợt ấy thì đúng là nó như th thành như thể nói thế có phải là cái chuyện động mồ động mà của bố mẹ chồng Cũng là do thằng bé nó nói Thấy thầy nói vậy Cô hỏi chắp tay Vái như thế sao Dạ thầy nói đúng ạ à. May mà thằng bé nó nói Chứ không để một khoảng thời gian nữa Chắc là nguy hại khó cứu đấy Thôi thế bây giờ tôi nói ngắn gọn này Thằng bé nhà cô là nó có căn hầu thần hầu thánh đấy Thời gian tới nó sẽ gặp nhiều trắc trở. Còn mộ phần của bố mẹ chồng nhà cô thì xem đến ngày 12 ở ta này. Nó tốt ngày. Sắp xếp rồi tôi làm lễ cho. Rồi mà thuê thợ về tu sửa. Chịu khó thêm mấy năm nữa rồi sang cát cho ông bà cụ. Chứ sang bây giờ thì chưa ổn đâu. Thấy thầy nói vậy, cô hoài nghi ngại. Dạ, con cũng mấy lần nằm mơ thấy bà chú Nguyệt Hồ nói. Thằng bé nhà con nó có căn hầu đồng Nhưng con cũng chưa biết Sự thể nó ra làm sao Thầy châm một điếu thuốc hút Đoạn thầy trầm tư Nói về hầu đồng thì nó có nhiều sự lắm Bây giờ tôi xem ra thì con cô nó mang căn ông Hoàng Bảy Biểu hiện của nó trong thời gian qua là bị cơ đầy đấy Thời gian tới còn gặp nhiều sự nữa Ra hầu sớm thì chẳng tai chẳng kiếp chỉ là thời cơ chưa đến thì cũng phải xin khất. Nếu như tin tưởng ba năm sau, khi ấy được tuổi, tôi nguyện dẫn dắt. Còn không thì thôi tùy gia đình vậy. Nghe thế vậy, cô Hoài cũng cảm thấy buồn buồn. Dạ, chuyện của thằng bé thì có khi cứ tính sau. Trước mắt, cứ xin giải quyết chuyện mồ mả của bố mẹ chồng con đã. Thôi được rồi, thế cầm lấy cái tờ giấy này về chuẩn bị đồ lễ, Đúng sáng ngày 12 tôi có mặt ở nhà anh chị. Xong việc, cô Hoài lùi thủi đi ra về mà trong lòng nặng chịu. Nghe lời thầy nói rồi nhớ lại những gì bà chú Nguyệt Hồ và cái đám người nhem nhuốc hôm thằng An khỏi bệnh nói mà cô cứ băn khoăn. Cô đem tất cả mọi chuyện. Việc cô đi xem bói, kể cho bố và chồng nghe. Chú Đức nghe thì cứ như nghe vịt, nghe sấm, ồ ồ cạc cạc nói việc tu sửa mộ phần chú sẽ đi tìm thợ còn lễ bái các thứ thì cô lo trái lại với chú đức ông nam là người trông coi đình làng ông biết những việc liên quan đến thế giới tâm linh nghe con gái nói vậy ông bảo thôi thì bạn sự tùy duyên Căn số thì cứ để xem thế nào bây giờ quan trọng nhất là mộ phần của ông bà thông gia cứ tập trung làm và giải quyết từng thứ một nha vậy là đến đúng ngày 12 hai như đã hẹn ông thầy linh có mặt rồi được cô chú dẫn ra đồng làm lễ việc cúng khấn thì thầy làm kỹ lắm mất hơn tiếng đồng hồ mới xong đoạn thầy nói bây giờ thì xây sướng các thứ cho cẩn thận vào nhất là cái bia mộ ấy là phải đặt đúng vị trí cũ hai mộ này cũng nên chờ mấy năm nữa rồi sang cát luôn cho cả hai cụ một thể ông cụ nam đứng bên cạnh đon đả dạ thế trưa nay mời thầy ở lại với gia đình với các cháu nó ăn bữa cơm đạm bạc ạ à. thầy cười từ tốn thế xin phép việc của tôi đến đây là xong mọi người chú ý chăm sóc mộ phần cho các cụ cẩn thận còn cái chuyện thằng bé nó có căn hầu đấy nếu muốn thì gia đình cứ dẫn thằng bé đến điện tôi bây giờ tôi về bên ấy còn nhiều việc lắm cô hải biết ý lấy ra cái phong bì gửi thầy Thầy nhìn một lượt Rồi chỉ rút ra một tờ 50 ngàn trong cái tập phong bì ấy Tôi chỉ làm là vì cái tâm Tôi lấy từng này về mua thẻ hương, cân quả Để lễ các ngài là đủ rồi Xong thầy từ biệt Về phần mộ của bố mẹ chú Đức Sau khi thợ thuyền chỉnh sửa xong Gọi tạm là mồ yên mà đẹp Tối hôm đó chú nằm mơ thấy bố mẹ mình Ông bà xuất hiện chỉ là quần áo sạch sẽ tươm tất lắm Từ sau cái buổi hôm ấy Thằng bé An có những biểu hiện kỳ lạ Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Ra ra vào vào Ai hỏi gì cũng chỉ cười hành hạch Dường như nhiều lúc Cảm giác như nó mất trí nhớ Nhân lúc cô chú Hoài Đức đi vắng Nó cứ lang thang chỗ này chỗ nọ Có lúc hai cô chú phải vất vả Đi tìm làng trên xóm dưới Quay đi quay lại y như rằng thằng bé lại đi mất thấy những biểu hiện lạ của con như vậy chú đức cùng với ông cụ nam dẫn thằng bé đi viện này viện kia thăm khám lạ lùng là cứ đến bệnh viện gặp bác sĩ thì nó lại bình thường không có dấu hiệu gì kỳ quái bác sĩ chỉ nói nó bị áp lực trong cuộc sống cho nên mới thành ra như vậy họ kê cho thằng bé mấy đơn thuốc an thần là xong từ đợt ấy Cô Hải quyết định không đi làm nữa Loanh quanh làm việc nhà để trông con ấy thế mà cứ sảnh ra một cái Là thằng bé lại chạy chỗ này chỗ kia Nhiều lúc tìm chẳng nổi Sáng ngày hôm sau Lại phát hiện nó ngủ bờ ngủ bụi Ở ngay ngoài ghế địa Trông lem lem lúc lúc cứ như là vầy bùn Thấy cảnh con chịu kiếp cơ đầy Chú Đức ngẩng mặt lên trời mà than Ôi giời ơi Có đầy thì đầy tôi đây này Thần thánh cái gì mà đi đầy từ đọa đứa trẻ con thế Thế nào mà chú vừa dứt lời Thì tự nhiên lăn đùng ra Dẫy đành đành Sau cả bọt mép Rồi tay chú cứ thế vả vào mồm đông đốp Kêu ai oái Chào máu mũi phọt máu mồm Cô Hoài sợ quá Mới kêu cứu hàng xóm Thì bấy giờ Ông Nam mới chạy đến mà chửi con rẻ nó chửi thần chửi thánh cho nên người ta quả đấy Mọi thứ khắc có coi u mình sắp xếp Từ ấy trở đi Chú Đức cũng không dám bắn bộ thần thánh nữa Thời gian thấm thoát Thằng cô An cũng đã 13 tuổi Đến một ngày Vợ chồng bàn nhau Thôi Con nó lớn như thế rồi Cũng không thể để cho nó cứ lang thang được Em nhớ là năm xưa Thầy Linh nói muốn con trở thành hầu đồng thì cứ sang gặp thầy. Thì số kiếp nó phải như vậy, có tránh cũng chả thoát được, cứ để nó đi hầu các ngài vậy. Nhưng tôi nói trước là tôi không có bán con đâu đấy, nó vẫn là con mình. Đến một ngày nào đó nó không phải theo hầu nữa thì nó lại về cưới vợ sinh con chứ. Được lời như cởi tấm lòng, cô Hoài vẫn dẫn luôn Thằng An sang bên nhà thầy Linh. Hôm nay vắng khách, thầy ngồi uống nước trà nhàn nhã. Mẹ con cô nhìn thấy thầy thì lễ phép chào. Vừa liếc sang, nhìn thấy thằng bé, thầy chỉ gật đầu cười cười, đoạn nhấp một ngộm nước trà. Thầy ngâm. Chấm đồng từ thủa 13, đến năm 19 phải ra trình đồng đấy. Dạ, thầy thầy có gì dạy dỗ chúng con thì thầy cứ dạy à thằng bé ba năm nay cũng khổ sở lắm mà các quan ngài ở trên còn chữa thầy nhìn vào đôi mắt của thằng bé có phải là luôn thấy người mặc quần áo giống quan ngày xưa đi bên cạnh không thằng bé lễ phép dạ vâng thưa thầy ấy là ông hoàng bảy hay người ta gọi là ông bảy bảo hà đấy ông là con của đức vua cha theo lệnh vua cha giáng trần đấy ông là người trung quân ái quốc lắm ấy chính là người mà đã chấm con theo hầu đấy mặc dù còn ít tuổi nhưng được người chấm những người có căn của ngài thì hào hoa phong nhã lắm nhưng cũng là người tính tình hiệp nghĩa xả thân chính nghĩa đấy Vừa nghe đến đây, cô hỏi cũng tỏ vẻ vui vẻ. Thế bây giờ thằng bé nhà con phải làm gì ạ? Cứ từ từ, theo ta học đạo, làm quen cõi âm dương. Đến năm 19 thì mở điện hành thiện mà cứu người cứu đời. Thằng bé An, từ giờ cuộc đời bước sang một trang khác. Nó chính thức mang nghiệp hầu đồng. Hai mẹ con chia tay quên luyến, Cô Hoài quyết định để thằng bé ở lại bên thầy Còn hơn là phải đi lang thang chỗ này chỗ nọ Thằng An học nghề cũng như học Đức Một năm hai lần vào mùa xuân ngày 17 tháng 7 Được thầy dẫn lên đền thờ ông Hoàng Bảy Nằm ở chân đồi cấm bên bờ thượng lưu sông Hồng Ở bên trên bến phả trái hút Thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Cho đến năm 19, khi căn cơ đạo hạnh đầy đủ, được sự giúp sức của thầy, nó mở được một cái điện thờ riêng. Trong những buổi hầu đồng đan xen sự giao thoa giữa thần thánh và con người, tiếng hát của thằng bé An vẫn cứ vang lên văng vẳng, văng vẳng. Thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt của nó sáng ngời cả lên. Rồi sau đó, nó đứng ấy, mặc trên người bộ pháp bào mà ra dáng cửa thánh lắm đúng là dưới lính của ông hoàng vậy ai lên trái hút bảo hà đền thờ ông bảy ấy là cảnh tiên trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng nối xếp tầng vách đứng treo leo suối trong uốn lượn qua đèo sông sâu nước chảy thác reo quanh đồi đất lào cai trung linh lục dục tú hiện bảo yên mọi thú mọi sinh quan bảy hoàng tối tú anh linh sở sanh ghi chép lưu danh muôn đời xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại